Lời Chúa theo Thánh Marco, chương 7, câu 24 tới câu 30. Đức Giêsu đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người, liền vào sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp, gốc Phi-ni-si thuộc xứ Syri. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp, thưa ngài, đúng thế. Nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Người nói với bà, vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu rời nơi đó và đến địa hạt Tiro. Chỉ một câu chuyện ngắn ngủi này mà Thánh sử Marco gửi đến cho chúng ta nhiều thông điệp. Câu chuyện người phụ nữ ở phía sau câu chuyện tin mừng chỉ là câu chuyện điển hình cho cái khái quát rộng lớn hơn về sứ vụ của Chúa Giêsu là mang tin mừng đến cho muôn dân. Rời nơi đó, đây là cụm từ chỉ nơi chốn, người rời nơi hiện tại mà người đang ở, đang rao giảng để đến một địa điểm mới. Giáo huấn xuyên suốt trong chương 7 này, đó là những tranh luận với người Do Thái về các tập tục. Qua các tranh luận này, Chúa Giêsu thể hiện quan điểm chuẩn mực về việc thờ phượng Thiên Chúa đúng như tư tưởng mà các tiên tri đã được sai đến để truyền đi thông điệp của Chúa trong dòng lịch sử. Vấn đề ở đây không phải là các tập tục, các thói quen, các việc làm thông thường, mà trên tất cả là giới luật, luật ghi trên bia đá, luật được truyền đi từ miệng các tiên tri, luật của Chúa, là mệnh lệnh buộc phải thi hành. Việc rời nơi đó để đến nơi khác còn ám chỉ việc Chúa đích thân rời bỏ địa vị của Thiên Chúa để trở thành một ngôn sứ, một người loan báo tin mừng của Thiên Chúa, và đích thị người chính là tin mừng của Thiên Chúa. Giờ đây, rời bỏ nơi đó, nơi mà những người từ Jerusalem đến chất vấn Chúa, như một ám chỉ, Chúa dần dần dịch chuyển sứ vụ của mình đến với dân ngoại. Và ngay lập tức việc rời nơi đó đến Tiro và việc gặp người đàn bà có con bị quỷ ám làm củng cố thêm lập trường này. Tiro là nơi có nhiều người dân ngoại, thế mà họ cũng nghe biết danh tiếng của Chúa. Khi đến nơi, nhiều người đã tìm đến với Chúa, trong đó có người mẹ có đứa con bị quỷ ám đến xin người chữa lành. Rõ ràng, thái độ của người phụ nữ Phê-ni-si này là thái độ thờ lạy và khiêm nhường. Bà quỳ xuống và van xin người. Thái độ này khác với thái độ của những người Do Thái từ Jerusalem. Họ đến để chất vấn, mà đúng hơn để bắt bẻ Chúa Giêsu. Và thế là có cơ hội để Chúa nói về tin mừng cho những người dân ngoại. Chúa chữa lành cho con gái bà. Qua phép lạ ấy, chắc chắn rất nhiều người tin theo Chúa. Nhìn theo viễn tượng truyền giáo, chúng ta thấy đây là tín hiệu lạc quan vì tin mừng được dân ngoại đón nhận. Nhìn trong viễn tượng giáo hội, chúng ta thấy có sự cứng lòng nơi các Kitô hữu truyền thống, cũng tựa như người Do Thái và những người ở Tia trong tin mừng hôm nay. Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho chúng con luôn biết noi gương Chúa, kiên trì rao giảng và mạnh dạn đến với muôn dân, rồi tin mừng sẽ được đón nhận. Amen.